Trâm chưa có tìm hiểu rõ về cơ cấu tổ chức cũng như là cơ cấu bộ máy giữ nguyên lời khai của ông Trâm không? Thưa đồng xét xử, bị cáo giữ nguyên cái lời khai tại trình bày của cơ quan điều tra. À, giữ nguyên kế hoạch kinh doanh, hoàn thiện các quy trình, quy chế cho tổ chức kinh doanh. Bị cáo xin kính chào đồng xét xử. Từ tháng 7 năm 2013. Trước đó bị cáo nào đâu? Thưa đồng xét xử. Đi đọc tới bị cáo này về ngân hàng SCB làm việc. Thưa đồng xét xử là do về hành vi phạm tội của bị cáo, bị cáo thấy đúng hay không? Và bị cáo thấy đúng không? Thưa đồng xét xử, bị cáo bất tập đã nghe cái bản cáo trạng và phù hợp với lại. Thật ra lúc đó nhu cầu của bị cáo là có một cái công việc ở phía nam để nó thấy là phù hợp với những gì bị cáo đã vi phạm. Tức là phù hợp, đúng không? Thực tế khách quan xảy ra là ngân hàng SCB người đưa người khác lên tổng giám đốc chỉ đạo Trương Mỹ Lan, hay nói cách khác là toàn bộ hội đồng quản trị hay là tập lãnh đạo của ngân hàng này để phải dưới sự điều hành của Trương Mỹ Lan. Đấy là một thực tế, đúng không nào? Thứ hai nữa là cái khoản vay mà huy động tiền của dân thì huy động toàn bộ những người với lãi suất gần như cao nhất trong mọi lúc mọi nơi của ngân hàng, trong hệ thống ngân hàng thương mại, để thu hút vốn của người dân vào ngân hàng này. Và tôi làm tròn trong giai đoạn thì cáo trạng xác định khoảng 511.000 tỷ đồng của dân, chưa nói là huy động các tổ chức khác, chưa nói là thị trường 2, đây là tôi đang nói là thị trường 1, đúng không? Nhưng mà khi vay ra thì chỉ vay để phục vụ cho tập đoàn Vạn Thịnh Phát dưới sự chỉ đạo của Trương Mỹ Lan. Thì bị cáo với tư cách là một người có trình độ cao như thế, rồi một người ở giữ vị trí cao như thế của ngân hàng, rồi bị cáo giải thích là vì bị cáo tin tưởng vào sự điều hành của bà Trương Mỹ Lan, đúng không nào? Dạ, đúng. Sự nâng đỡ, để nương tựa để đưa ngân hàng lên. Thì bị cáo có thấy tất cả cái sự việc thực tế khách quan diễn ra như thế thì ngân hàng SCB gần như là công cụ của Trương Mỹ Lan trong việc thực hiện tài chính không? Dạ, bị cáo thừa nhận chuyện đấy. Đúng như thế đúng không? Dạ, đúng. À, như thế là ngân hàng lại trở thành công cụ của Trương Mỹ Lan rồi. Thế bị cáo cho biết là bị cáo làm những cái việc này là do bị cáo có phần hùn hàm cổ phần với Trương Mỹ Lan để được ăn chia thông qua những cái hoạt động tài chính này, hay là vì lý do gì? Thưa đồng xét xử, bị cáo khẳng định là bị cáo không được bất cứ một cái phần hùn, phần chia gì từ cái việc làm này, mà bị cáo dựng xuất phát từ cái niềm tin tưởng vào cái sự lãnh đạo cũng như là tài năng của bà Trương Mỹ Lan là có thể đưa SCB vượt qua cái cơn khủng hoảng sau khi mà ba ngân hàng sáp nhập lại rất yếu kém, gặp rất nhiều khó khăn. Thì bị cáo làm trong ngành tài chính cho đó cũng rất là mong muốn là sẽ đóng góp một phần gì đó trong cái quá trình công việc này. Và với cái động cơ đó thì bị cáo đã hợp tác và làm việc cho bà Trương Mỹ Lan trong 7 năm, từ năm 2013 cho năm 2020. Thế thì theo bị cáo là bị cáo không được hưởng lợi gì, chỉ ăn lương bình thường đúng không? Dạ. Và cũng là tin tưởng rồi bà Trương Mỹ Lan là hợp tác để đưa cái ngân hàng này lên thôi, chứ không phải là vì có cổ phần ăn chia gì đúng không nào? Dạ đúng. Và bà Lan không chia gì cho mình. Thế thì như vậy là bị cáo làm đấy là với vị trí vai trò là người làm thuê hay là vị trí vai trò là đồng hành, đồng phạm cùng với Trương Mỹ Lan để điều hành cái tập đoàn tài chính đấy? Thưa hội đồng xét xử, bị cáo làm việc với tư cách là người làm thuê, và trước nay vẫn là người làm thuê tại ngân hàng SCB. Thế bị cáo căn cứ nào mà bị cáo lại có một niềm tin rằng Trương Mỹ Lan sẽ đưa được ngân hàng này thoát khỏi khủng hoảng? Căn cứ nào? Thưa hội đồng xét xử, là căn cứ thứ nhất là cái cách mà bà Trương Mỹ Lan đối xử với lại những cái lãnh đạo cũng như là đối với cấp dưới của ngân hàng SCB là bà rất quan tâm. Và thứ hai đó là về cái những cái chiến lược của bà, ví dụ như là bà đã đầu tư vào những cái vị trí, những là chiến lược một cái cho cái thị trường bất động sản một cách dài hơi, chứ không phải là kiểu như là lấy đất rồi lại xây rồi bán rồi như thế, mà nó có một cái giai đoạn rất là rõ ràng để mà một cái chiến lược dài để mà đảm bảo là ngân hàng vượt qua giai đoạn khó khăn và có thể là đưa ngân hàng vững mạnh sau cái thời gian tái cơ cấu. Thì đấy là cái niềm tin của bị cáo khi mà bị cáo làm việc tại SCB. Thế bị cáo căn cứ vào bà Trương Mỹ Lan sẽ đưa ngân hàng vượt qua là do chỉ nhìn vào cái đối
xử bà Trương Mỹ Lan với dàn lãnh đạo ngân hàng SCB đúng không? Và thứ hai, xin lỗi và bà đồng chí, và với những cái tài sản mà bị cáo biết, ví dụ như cái tài sản bảo đảm của bà Trương Mỹ Lan hiện có, thì bị cáo tin là nếu mà thị trường hồi phục tốt thì những cái tài sản đó nó sẽ sinh lời và nó sẽ bù đắp lại cho những cái khoản vay trước đây. Thế bị cáo như thế là bị cáo có hai căn cứ thứ nhất là cái đối xử bà Trương Mỹ Lan với hệ dàn lãnh đạo ngân hàng SCB qua các thời kỳ đúng không? Dạ đúng. Cái thứ hai nữa là căn cứ vào một số tài sản của Trương Mỹ Lan, vì Trương Mỹ Lan có những cái đầu tư bất động sản dài hơi đúng không? Dạ đúng. Thế thì bị cáo cho biết là với tư cách là một người có trình độ tài chính này, rồi đã từng làm chiến lược phát triển ngân hàng này, rồi là được bà Trương Mỹ Lan đưa lên làm tổng giám đốc này, thì đấy là bà Lan bà đang căn cứ vào khả năng cá nhân bị cáo. Thế với tư cách tổng giám đốc thì có khi nào đọc báo cáo tài chính ngân hàng cuối năm không, có ký báo cáo tài chính không? Dạ thưa có. Có. Những báo cáo tài chính này có phản ánh thực tế của ngân hàng SCB không? Dạ thưa. Phản ánh thực tế không? Thưa đồng xét xử có. Phản ánh thực tế á? Dạ có. Có chỗ nào thực tế đâu? Đây này chỉ cho bị cáo để bị cáo xem với nhận thức với một người có trình độ tài chính như thế thì hiểu như nào về ngân hàng SCB này, để xem cái căn cứ mình tin tưởng như thế để mình làm những việc toàn năng không thôi, hợp thức sau. Vì nhưng mà vì đây là tin tưởng bà Lan theo chỉ đạo của bà Lan, thứ nhất vào ngày trước ngày 1/1/2012 sau khi hợp nhất ba ngân hàng, tình trạng tài chính khi hợp nhất ba ngân hàng với tổng tài sản 114.000 tỷ tôi làm tròn. Nhưng rồi nợ, tất cả những cái phải trả nợ, tổng nguyên vốn nữa thì cũng vừa bằng. Thế khi tái cơ cấu thì có một loạt món dư nợ. Bạn chưa hiểu cái ai làm chủ đấy? Thưa hội sẽ là với vị trí là ủy ban chiến lược của ngân hàng sẽ có đầy đủ chưa? Hay dạ, đúng nào? Đúng. Dạ. Thế còn thiếu không? Có thiếu không? Chắc không ạ. Không. Và lúc đó thì ngân hàng SCB cũng có một cái dự án với lại công ty của bị cáo, cho nên bị cáo cũng tạo tài sản đánh giá thì Hoàng Quân cũng chỉ đánh giá khoảng hơn phân nửa, có nghĩa là khoảng hơn 400 tài sản là được coi là giá trị bằng không. Theo bị cáo hiểu thì tất cả những tài sản của bà Trương Mỹ Lan đều không có những tài sản liên quan tới sự tranh chấp, có nghĩa là nó có thiếu tí giấy tờ, nó thiếu một tí thủ tục. Và những cái thiếu giấy tờ thủ tục đấy cũng là một phần trong cái quá trình tái cơ cấu, có nghĩa là bị cáo đã trong cái quá trình xây dựng cái đề án tái cơ cấu thì cũng xin cơ quan quản lý nhà nước hỗ trợ cho SCB trong việc hoàn thành các cái dự án mà nó đang thiếu giấy tờ đấy. Thì nếu mà định giá đúng theo cái giá thị trường và theo cái giá trị gọi là bị cáo gọi là giá trị có thể thực hiện được, có nghĩa là thì chúng ta mới có thể xác định gọi là tổn thất, bởi vì tổn thất là cái mất thật. Còn cái mà chúng ta đưa ra nó chỉ là cái ước tính thiệt hại. Và bị cáo trên cái tinh thần đó thì bị cáo, do đó bị cáo vẫn có một cái tin tưởng là cái ước tính để cái cơ sở xác định cái gọi là tổn thất dự kiến, để chúng ta có cơ sở chúng ta trao đổi và luận trong cái phiên tòa. Nhưng mà về tổn thất thật sự thì bị cáo tin là chỉ có thể được xác định khi mà chúng ta bán những cái tài sản đó trừ cho cái giá trị khoản vay, thì lúc đó mới xác định gọi là tổn thất. Đó là do bị cáo dừng lại đó. Thế bị cáo cho biết là trong thủ tục một cái hợp đồng tín dụng đúng không nào? Thế thì người ta căn cứ vào cái phương án trả nợ rồi hay là căn cứ vào tài sản bảo đảm? Đấy là ý thứ nhất. Ý thứ hai, trong trường hợp cụ thể này tài sản bảo đảm thì này không đủ về mặt pháp lý. Thế nên nó có đủ để bảo đảm cho một hợp đồng tín dụng không? Cái thứ ba là với tư cách là tổng giám đốc của ngân hàng, bị cáo cho rằng đấy là một trong những ngân hàng lớn tại thời điểm đấy, đúng không nào? Thì bị cáo cho biết là tài chính đầu tư vào bất động sản thì rủi ro nó 30%, 200% hay 300%? 200% đúng không? Thế thì các bị cáo đưa tài chính vào những bất động sản, những tài sản với rủi ro 200%, cái bị cáo thấy có ổn, có đúng không? Có đúng theo chỉ đạo của ngân hàng nhà nước, có đúng quy định pháp luật không? Và thứ hai là nguồn thu trả nợ không có, các dự án dở dang, mà trong tất cả các phương án vay vốn nguồn thu sẽ khai thác từ dự án, và trong khi dự án thì một chưa có giấy phép, hai
bất động sản bảo đảm không đủ cơ sở pháp lý. Thế bị cáo thu hồi cái nguồn tài chính đưa ra bằng cách nào? Thế thì như thế, mặc dù luật quy định mà ngân hàng nhà nước quy định, tôi nói rằng đưa vào bất động sản là 200%, chính vì thế mới có cái hạn chế đưa tín dụng vào bất động sản, có đúng thế không? Có phải ngân hàng nhà nước hạn chế đưa tín dụng bất động sản không? Thưa đồng xét xử, đúng như thế. À, đúng như thế. Thứ hai nữa là đánh giá về hạng tín dụng, coi như là hạng 1, hạng 2, hạng 3, hạng 4, hạng 5. Người ta hạng 5 không có khả năng thu hồi, nhưng các bị cáo đánh giá là hạng 1, đúng không? Thì đấy, cái chỗ đấy để đưa lên, vì các bị cáo đã khai rất rõ, tôi không muốn kiểm tra lại. Tất cả với thực tiễn khách quan đó, bị cáo tự suy nghĩ với một người có trình độ như thế để xem lời khai lập luận của mình có đúng không, để rồi nhận thức lại, phải nhận thức cho chính xác về hành vi của mình, đúng không nào? Dạ đúng. Còn cái việc mà bị cáo cho rằng là tất cả cái hậu quả này ấy, mà do phải là người làm thuê cho Trương Mỹ Lan nên phải chấp hành ấy, do Trương Mỹ Lan đưa lên làm tổng đốc vào thì mình phải chấp hành thì sao nữa? Ngay cả hội đồng quản trị còn chấp hành chứ đâu phải bị cáo đâu. Vì hội đồng quản trị chỉ là một cái công cụ của Trương Mỹ Lan thôi. Nếu theo cách khai của bị cáo, tôi nhận thức thế có đúng không? Dạ thưa đúng. À, thế là nhận thức của tôi là đúng đúng không? Thế thì như vậy thì toàn bộ như thế, cho nên bị cáo có cái đề nghị, bị cáo có cái đề nghị hội đồng xét xử đây này. Tôi nhận thức bản thân tôi làm giám đốc SCB thực sự theo quy trình nêu trên SCB để Trương Mỹ Lan và nhóm quản lý pháp lý tiền từ SCB sử dụng. Các khoản vay này đều không đạt tỷ lệ vốn an toàn, bị cáo nhận thức rất rõ đây này, chứ đâu có phải đấy đâu. Rồi khống, đều khống về pháp nhân cá nhân vay thực chất là của Trương Mỹ Lan, khống về tài sản bảo đảm, vi phạm các thủ tục đăng ký tài sản bảo đảm, giá trị tính pháp lý tài sản bảo đảm, hợp thức thủ tục xét duyệt từ hội đồng quản trị đến các ban điều hành, vi phạm bị cáo ghi rất rõ, bị cáo còn ghi cả vi phạm điều luật, nghị định, quy định của ngân hàng nhà nước, luật tổ chức tín dụng. Tôi nhận thấy các khoản vay phải thực hiện theo đúng quy định vay, nhưng vì khoản vay này của bà Lan nên lãnh đạo, tất cả lãnh đạo của SCB Vạn Phát phải thực hiện, và việc làm của tôi có khoản vay chưa là sai vi phạm. Tôi mong các cơ quan tố tụng, hội đồng xét xử phân hóa vai trò, tôi chỉ là người làm thuê phụ thuộc, phải thực hiện theo chỉ đạo, không hưởng lợi, không sử dụng, nhận thức sai và thành khẩn. Cái này có đúng cái yêu cầu của bị cáo không? Dạ thưa đúng ạ. Cái yêu cầu này thì hội đồng xét xử sẽ xem xét khi nghị án. Nhưng ở đây muốn thấy rằng là không chỉ bị cáo đâu, còn tất cả hội đồng quản trị sẽ được trả lời, các bị cáo bị truy tố sẽ được trả lời trước hội đồng xét xử. Như thế là tôi tóm lại cái này, xem bị cáo nhận thức đúng không nhé? Dạ vâng. Bị cáo xem là lời khai của bị cáo đúng không? Thế là bị cáo đã trình bày rất rõ trước hội đồng xét xử là bị cáo đã từ làm một công ty kiểm toán ngoài Hà Nội, những điều kiện gia đình, đúng không nào? Trong quá trình làm việc thì quen biết với Nguyễn Thị Thu Sương, cho nên lúc đó hội đồng quản trị đã giới thiệu Trương Mỹ Lan đưa về ngân hàng SCB làm việc, đúng không nào? Lúc đầu thì làm việc ban chiến lược phát triển ngân hàng, sau 6 tháng phó tổng đốc, sau đó được Trương Mỹ Lan lên đưa lên tổng giám đốc. Còn về mặt thủ tục pháp lý thì quy trình đây là quy trình theo luật, người ta gọi là mặt hình thức đấy, thì là hội đồng quản trị phải ra nghị quyết các thứ theo quy định, đưa lên tổng giám đốc và có sự phê duyệt ngân hàng nhà nước. Ông nói trong quá trình toàn bộ hoạt động là do toàn bộ Trương Mỹ Lan chỉ đạo và phải thực hiện vì với tư cách người làm thuê, và bị cáo cũng cho rằng là như vậy, là ngân hàng SCB thực tế nó chỉ là một công cụ để Trương Mỹ Lan thực hiện, công cụ tài chính Trương Mỹ Lan thực hiện, với một cái việc thực tế khách quan là gì? Huy động tiền của dân, các tổ chức tín dụng khác, thị trường 1, thị trường 2, các tổ chức khác với số tiền rất lớn, gần 1 triệu tỷ. Nhưng cái việc cho ra sử dụng cái nguồn tiền này 90% được sử dụng theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan thông qua các hợp đồng tín dụng không đúng quy định pháp luật để rút tiền ra Trương Mỹ Lan theo chỉ đạo Trương Mỹ Lan. Và với toàn bộ cái hành vi như cáo trạng xác định cái thiệt hại đó thì đúng và đầy đủ, chứ không thiếu hành vi phạm tội của bị cáo, đúng không nào? Dạ thưa đúng. Và với một cái đề nghị hội đồng xét xử xem xét với tư cách làm thuê chỉ hưởng lương không hưởng lợi, cho nên đề nghị hội đồng xét xử xem xét. Thế bị cáo còn trình bày gì nữa không? Dạ thưa không. Thế bị cáo cho biết là khi vụ án xảy ra thì bị cáo có bị thu giữ kê biên niêm phong tài sản gì không? Dạ
Bị cáo có được kiểm tra kê biên theo cái quy định của cơ quan điều tra, nhưng mà bị cáo không rõ là như thế nào, từ đó bị cáo không có thông tin gì. Rồi bị cáo cũng đề nghị hội đồng xét xử, vì đây là bị cáo là người làm thuê, không được sử dụng tài sản, cho nên là cái trách nhiệm bồi thường tất cả này phải thuộc về Trương Mỹ Lan. Ý bị cáo đấy đúng không? Đúng đấy. Dạ đúng ạ. Dạ đúng. Cho nên là không thể buộc những người làm thuê như bị cáo phải bồi thường cái này. Dạ. Yeah. Cái này hội đồng xét xử cũng sẽ xem xét khi bị cáo về chỗ đây. Dạ. Yeah. Bị cáo xin cảm ơn hội đồng xét xử. Như bị cáo Dũng Văn, quê Dũng Văn, tỉnh Bình Dương, trong cái trong các ủy ban của hội đồng quản trị thì có một cái ủy ban của hội đồng quản trị. Bị cáo có biết là chị Nguyễn Thị Thu Sương có xin ý kiến bà Trương Mỹ Lan và mới bổ nhiệm bị cáo làm tổng giám đốc ở ngân hàng SCB. À đấy. Tức là bị cáo thừa nhận là sau này mới biết, tại thời điểm ấy chưa biết đúng không? Dạ đúng, dạ đúng. Thì tại thời điểm hôm nay khai thì nó đã sau nó rất nhiều rồi, phải biết cái việc đó chứ. Vâng. Sao bị cáo là phải trình bày lòng vòng thế đúng không? Dạ bị cáo hiểu. Như thế là theo bị cáo quyết định đưa bị cáo lên chủ tịch hội đồng quản trị, lên tổng đốc là Trương Mỹ Lan đúng không nào? À. Tất nhiên về thế bị cáo cho rằng là Trương Mỹ Lan thì không giữ vị trò vai trò gì ở ngân hàng SCB, nhưng lại là người cũng quyết định đưa bị cáo lên tổng đốc đúng không? Về mặt hình thức theo quy định pháp luật, luật doanh nghiệp và đặc biệt là luật doanh nghiệp 2005-2014 quy định về công ty cổ phần tương ứng với ngân hàng SCB này đúng không? Ngoại hình doanh nghiệp công ty cổ phần này đúng không nào? Thì việc quyết định tổng giám đốc phải do hội đồng quản trị. Đằng này bà Lan bà ấy không có vị trí vai trò gì ở ngân hàng SCB, cũng không phải hội đồng quản trị. Thế thì lý do tại sao bị cáo tư duy thế nào mà bà Lan bà lại đưa bị cáo lên tổng giám đốc? Bị cáo tư duy thế nào, suy nghĩ thế nào với một người có trình độ này, làm tài chính này, rồi làm chiến lược phát triển ngân hàng này, đúng không nào? Hay nói cách khác là một người rất am hiểu về tài chính, rất am hiểu về ngân hàng, rồi rất am hiểu về luật doanh nghiệp, nhưng lại do một người hoàn toàn không giữ vị trí vai trò gì trong doanh nghiệp của mình, trong công ty cổ phần của mình, lại đưa mình lên tổng giám đốc. Thế bị cáo suy nghĩ gì về Trương Mỹ Lan? Suy nghĩ gì về Trương Mỹ Lan? Thưa bị cáo, thưa hội đồng xét xử, bị cáo cho rằng là bà Trương Mỹ Lan có thể tin tưởng là bị cáo có thể giúp cho SCB vượt qua cái giai đoạn khủng hoảng lúc đấy, bởi vì cái lúc đó là cái lúc mà ngân hàng SCB bắt đầu quá trình tái cơ cấu, rồi sáp nhập ba ngân hàng lại, do đó là một cái môi trường nó rất là phức tạp và cần một cái người có kinh nghiệm để điều hành. Thì bị cáo nghĩ như vậy và bằng tinh cái thần như vậy thì bị cáo đã tham gia để chấp nhận cái vị trí là tổng giám đốc của ngân hàng SCB. Như vậy là toàn bộ hội đồng quản trị tại thời điểm đưa bị cáo đến tổng giám đốc và sau này đúng không nào? Dạ. Thực hiện toàn bộ quyết định là thực hiện cái quyết định của Trương Mỹ Lan đúng không? Đúng vậy không? Dạ. À, như thế là rất rõ rồi. Theo bị cáo thì coi như là toàn bộ cái quyết định theo luật ấy, thì hội đồng quản trị quyết định mọi cái chiến lược phát triển ngân hàng, chiến lược phát triển công ty, nhưng mà hội đồng quản trị đó lại được sự điều hành và chi phối một cách thực sự đối với một cá nhân khác, đó là Trương Mỹ Lan. Bị cáo giải thích trước hội đồng là do Trương Mỹ Lan là người nắm cổ phần chi phối tại ngân hàng này đúng không? Cho nên mới có những cái quyết định và có cái vị trí vai trò thực tế như thế, đúng phải không? Dạ thưa đúng. À thưa đúng. Rồi bị cáo cho biết là toàn bộ những khoản vay mà bị cáo đã khai ấy, trước hội đồng xét xử là bị cáo biết đây là khoản vay do Trương Mỹ Lan chỉ đạo vay cho tập đoàn Vạn Thịnh Pháp đúng không nào? Rồi tất cả những khoản vay này hầu như là giải ngân trước hợp thức hóa sau, cái này có đúng không? Cái này có đúng không? Trả lời có hay không thôi. Thưa hội đồng xét xử, có một số cái có đúng, một cái số thì nó có rất nhiều hình thức. Có cái thì có thể là giải ngân trước để mà hợp thức hóa sau, và có những cái thì là làm đúng những cái quy trình. Rồi cáo trạng cũng xác định là tất nhiên bị cáo khai rất nhiều, tôi chỉ công bố một cái trong tay tôi đang có rất nhiều lời khai của bị cáo. Và bị cáo tòa hôm nay là khai rất đúng với lời khai tại cơ quan điều tra. Cái này hội đồng chỉ kiểm tra lại thôi, kiểm tra lại hành vi thôi, chứ vì cái này các bị cáo đã khai hết rồi ở phiên tòa công khai thôi. Thế thì toàn bộ những cái hành vi và hậu quả thực tế mà cáo trạng xác định thì với
cáo trạng xác định thế này này. Trong giai đoạn từ ngày 18/11/2013 đến ngày 11/12/2017 thì Võ Tấn Hoàng Văn đã ký hồ sơ vay khống giải ngân 290 khoản vay với 228 khách hàng để Trương Mỹ Lan sử dụng trái mục đích phương án vay vốn. Đến ngày 17/10/2022, các khoản vay trên còn tổng dư là 79.872 tỷ đồng, đấy là tôi làm tròn. Cũng xin hội đồng xin được chỉ đọc lắm số đầu làm tròn. Gồm dư nợ gốc là 47.318.000 tỷ, rồi lãi là 32.553 tỷ. Rồi bao gồm như thế là đã cân trừ hành vi của Võ Tấn Hoàng Văn gây thiệt hại cho ngân hàng 502 tỷ, tức là trừ giá trị tài sản bảo đảm. Đấy là cáo trạng xác định đoạn 1. Giai đoạn 2, từ ngày 9/2/2018 đến ngày 27/2020, Võ Tấn Hoàng Văn đã ký hồ sơ cho vay khống và giải ngân đối với 348 khoản vay của 175 khách hàng thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Pháp, còn dư nợ đến ngày 17/10/2022 là 325.237 tỷ, trong đó có 223.990 tỷ gốc lãi, nhưng mà hành vi giúp sức cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt thì chỉ có 192.443 tỷ đồng, tức là bằng số gốc trừ đi giá trị tài sản bảo đảm. Rồi với cái lãi phát sinh từ cái vốn gốc này này gây thiệt hại là 101.247 tỷ đồng. Cáo thấy đúng rồi đúng không? Cáo trả lời hội đồng xét xử thấy đúng rồi. Thế thì cáo thấy còn thiếu không? Thiếu hành vi của mình không? Dạ. Thấy thiếu hành vi không? Dạ như thế là đầy đủ rồi. Đầy đủ rồi chứ không thiếu hành vi. Thì bị cáo giải thích thế nào? Bị cáo cũng có một cái lời khai là toàn bộ quá trình cho vay ở khách hàng SCB với vai trò tổng giám đốc thì cái khoản vay giải quyết theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan cho tập đoàn Vạn Thịnh Pháp và hệ sinh thái Vạn Thịnh Pháp là chiếm gần như hết của ngân hàng SCB. Bị cáo giải thích lý do tại sao thế? Kính thưa hội đồng xét xử, thì cái khi mà xét duyệt cho vay thì tất cả những cái hồ sơ đứng tên người vay thì đều không có liên quan gì đến tên tập đoàn Vạn Thịnh Pháp và bạn Trương Mỹ Lan. Thứ hai đó là tất cả các khoản vay đều có tài sản bảo đảm, do đó là khi mà bị cáo phê duyệt thì căn cứ vào những cái nội dung đó và cái sự rà soát của các bộ phận có liên quan thì nó phù hợp với quy định của pháp luật. Thế nhưng mà sau này khi mà kết nối lại tất cả mọi thứ và phát hiện ra là những cái công ty, ví dụ như người vay là đứng tên hộ thì mới thấy được là có liên quan đến tập đoàn Vạn Thịnh Pháp. Bị cáo đã khai rồi, cái này tôi không nhắc lại nữa đâu. Bị cáo khai là toàn bộ các việc bị cáo ký không đủ thủ tục cho vay. Nhưng ở đây tôi muốn hỏi lý do tại sao là ngân hàng SCB thì huy động tiền của dân, đúng không nào? Trong một thời gian dài hơn 511.000 tỷ đồng của dân, tôi làm tròn. Nhưng khi cho vay ra thì chỉ cho vay tập đoàn Vạn Thịnh Pháp dưới chỉ đạo của Trương Mỹ Lan thôi, 90%. Còn lại 10% mới cho những cái người có nhu cầu vay vốn, các cái cá nhân tổ chức khác bình thường ở ngoài tập đoàn sinh thái Trương Mỹ Lan, đúng không? Bị cáo khai thế mà. Nói lớn lên. Vâng. Mình đang làm tổng giám đốc mà, thì mình phải rất rõ ràng chứ có gì đâu mà phải ấp úng cái chuyện. Đúng thì nói đúng, mà sai nói sai. Đây hội đồng đã kiểm tra lại lời khai và kiểm tra lại việc làm thực tế của bị cáo thôi. Và bị cáo đã xác định rất rõ là gì, tất cả khoản vay này là không phù hợp quy định pháp luật, nhưng vì là của bà Trương Mỹ Lan nên tôi phải làm, đúng không? Dạ thưa đúng. Thì bị cáo giải thích cho hội đồng xét xử nghe này, lý do tại sao là chỉ 90% là chỉ cho Trương Mỹ Lan theo chỉ đạo Trương Mỹ Lan cho vay thôi. Thưa hội đồng xét xử, thì lúc đó là bản thân bị cáo cũng rất là tin tưởng vào cái tài năng của bà Trương Mỹ Lan là sẽ phát triển được cái doanh nghiệp cũng như là cái tạo cho SCB có những cái vượt trội để mà vượt qua cái giai đoạn khủng hoảng và do tái cơ cấu. Bởi vì thật sự với quá trình tái cơ cấu thì SCB là từ bản thân SCB phải làm mà không có cái sự hỗ trợ tài chính từ bên ngoài, do đó rất cần một cái sự nương tựa và một cái điểm tựa để trên cái cơ sở đó có thể vừa giải quyết được những cái vấn đề cũ trong quá khứ và đồng thời để có cái nền tảng cho cái chuyện phát triển trong tương lai.
Thì chính vì cái niềm tin đó cho nên bị cáo đã rất là khi mà có những cái khoản vay liên quan đến dự án mà bị cáo tin là nó có hiệu quả và những cái bất động sản là tài sản đảm bảo cũng rất là có giá trị, thì bị cáo tin tưởng và vào bà Trương Mỹ Lan sẽ có thể giúp cho SCB vượt qua được cái giai đoạn mà gọi là tái cơ cấu. Thế thì với một thực tế xảy ra đấy, một thực tế tại sao không như chính xác, tại khi ủy ban mình làm việc của mình mới sang mình phải biết ai là người đứng đầu trên bên dưới thì ta không thưa bị cáo, thưa xét xử đúng như thế à, đúng là làm gì thưa đồng xét xử, bị cáo xin phép trình bày nó hơi dài một xíu, bị cáo trình bày đi, bị cáo trình bày dạ. Thưa đồng xét xử thì nó có một cái lý do cũng tương đối là lịch sử, có nghĩa là ngân hàng SCB là từ cái lúc mà được thành lập là từ ba cái ngân hàng hợp nhất lại từ ngày 1 tháng 1 2012 cho đến cái đợt thanh tra liên ngành là 30 tháng 6 2017 là nó trải qua được gần 6 năm tái cơ cấu, thì có những cái cũng làm được nhưng có cái chưa làm được. Và đến sau này bị cáo cũng rất là thắc mắc trong thời gian mà bị cáo bị tạm giam là tại sao lại lúc đó chính phủ lại có một cái đoàn gọi là đoàn thanh tra liên ngành, trong khi bản thân ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn là một ngân hàng thuần tư nhân. Thế thì có là đoàn thanh tra liên ngành gồm có là ngân hàng nhà nước thì là đương nhiên là cơ quan quản lý trực tiếp, có kiểm toán nhà nước, có thanh tra chính phủ, có ủy ban giám sát tài chính quốc gia. Do đó khi mà bị cáo hỏi những anh chị mà có chức năng và hiểu biết thì họ đều nói một câu là như thế này, họ nói là bởi vì chính phủ muốn hỗ trợ cho ngân hàng SCB trong cái quá trình tái cơ cấu để đảm bảo quá trình tái cơ cấu thành công, chứ không phải là làm khó hay là nghĩa là làm ngược lại cái quá trình tái cơ cấu, mà ý chí ngay từ ban đầu là thành lập cái ngân hàng hợp nhất ấy. Do đó là bị cáo luôn luôn giữ một cái niềm tin là nếu mà trong trường hợp mà có làm sai gì đấy thì là sẽ được chính phủ tạo điều kiện để cái bước, bởi vì làm cái đó để cái nhiệm tiếp theo mà điều chỉnh lại cái đề án tái cơ cấu cho ngân hàng SCB giai đoạn 2018-2021 ấy. Do đó là thật sự lúc đó bị cáo không sợ là chuyển qua cơ quan điều tra đâu, mà nhưng mà khi mà càng cái lúc mà thông tin đó, trong quá trình mà cái đoàn thanh tra liên ngành, tại vì nó rất là đặc biệt so với những cái đoàn thanh tra khác, khi mà thông tin trên thị trường thì dẫn đến chỗ là khách hàng họ đến họ rút tiền để SCB, rồi một số tổ chức tín dụng khác họ cũng ngừng giao dịch với ngân hàng SCB. Do đó là lúc đó thì bản thân bị cáo và những lãnh đạo của SCB quên mất cái việc là cái đoàn thanh tra liên ngành đó để giúp cho SCB xác định đúng đắn hơn cái quá trình tái cơ cấu, chứ không phải là để gọi là xử phạt hay là để làm cái gì đó. Và bị cáo cũng có cái niềm tin là nếu mà có cái sai phạm thì cơ quan điều tra hay là chính phủ sẽ tạo điều kiện cho SCB khắc phục để đảm bảo cái quá trình tái cơ cấu của SCB nói riêng và của hệ thống ngân hàng thương mại ở Việt Nam nói chung nó có đạt kết quả tích cực. Chứ nếu mà hợp nhất mà thất bại thì thật ra nó cũng là ảnh hưởng rất lớn đến cái quá trình thành công của quá trình tái cơ cấu và phát triển của hệ thống tài chính Việt Nam. Do đó với cái niềm tin đó thì bị cáo vẫn rất là hợp tác. Thế nhưng mà càng về sau thì bản thân bị cáo và những lãnh đạo của SCB quên mất cái mục tiêu đấy, mà lại quay ra là chống chế hoặc là xử lý đối phó với đoàn thanh tra để mà có cái kết quả tốt nhất. Đấy. Rồi bị cáo nghe này. Thế thì để che lại những cái việc như thế thì bị cáo có gặp gỡ đoàn thanh tra rồi có chuyển quà cho đoàn thanh tra trong các cái dịp lễ Tết và đoàn thanh tra không? Như cáo trạng xác định có không? Dạ thưa có. Có số liệu đấy không cần phải xác định trở lại không? Dạ đúng. Xác định trở lại không? Dạ không cần. Thế thì thứ hai nữa là bị cáo đã gặp gỡ rồi trao đổi với Đỗ Thị Nhàn theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan thế nào và đưa tiền chuyển cho Đỗ Thị Nhàn thế nào? Thưa đồng xét xử thì cái buổi gặp đầu tiên ấy, giữa chị Đỗ Thị Nhàn và bà Trương Mỹ Lan ấy, thì bị cáo không tham gia do bị cáo không biết là hai người đã thống nhất về cái nội dung gì. Thế nhưng mà những cái lần công tác sau này ấy, khi bị cáo ra Hà Nội thì có chị Nguyễn Phương Hồng có gọi điện cho bị cáo nói là anh đang ở Hà Nội thì chiều nay anh có tiện anh mang cái một cái gọi là cái thùng trái cây đấy qua nhà chị Nhàn.
đấy là bị cáo có liên hệ với chị Nhàn trên cái tinh thần đó, thì bị cáo nói là Hồng có nhắn em là chị Lan có gửi quà cho chị thì để em biết em quen qua nhà, và bị cáo đã làm cái điều đó 3 lần. Tức là theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan đúng không? Bị cáo đã đưa cái thùng trái cây gửi cho Đỗ Thị Nhàn 3 lần đúng không? Dạ đúng. Thế trong đấy, trong thùng trái cây đấy bị cáo có biết cụ thể nó là cái gì không? Cái đó thì sau này mới bị cáo mới biết, tại vì cái đó là nó thực ra bị cáo biết là tiền thôi, tại vì ở chi nhánh thì nhưng mà không biết bao nhiêu, bởi vì khi mà bị cáo nhận cụ thể thì không biết bao nhiêu. Dạ đúng rồi. Bị cáo tại vì khi bị cáo khai rất rõ là liên quan điều tra rồi, là sao dạ, không bao nhiêu? Thưa hội đồng xét xử là trong cái quá trình làm rõ với cơ quan điều tra đó, thì cơ quan điều tra có chiết xuất cái phần mà tiền ở thủ quỹ xuất ra, thì bị cáo thừa nhận là như thế thì nó hợp lý. Đấy, chứ còn bản thân bị cáo khi nhận là nhận cái thùng đã đóng cái ván băng keo, bởi cáo không mở. Thì đương nhiên người ta đóng, người ta đưa cho bị cáo với tư cách là tổng giám đốc đó, thì người ta phải đóng lại, thì chẳng nhẽ đến bị cáo phải đóng đúng không nào? Dạ đúng. Và cái này là Trương Mỹ Lan chỉ đạo cái việc đó, không những như thế về cái số liệu đưa quà tiền cho đoàn thanh tra các đợt tôi cũng kiểm tra lại đúng không nào, đưa cho Đỗ Thị Nhàn với 3 lần hay 4 lần? Dạ 3 lần còn 1 lần. Lần đầu 200.000 thì đưa ở đâu và đi cùng với ai để đưa? Dạ lần đầu thì bị cáo cùng với anh Đinh Văn Thành là chủ tịch Đinh Văn Thành đúng không? Lúc đó làm chủ tịch hội đồng quản trị đúng không? Dạ đúng. À. Rồi những lần sau bị cáo đi với ai để đưa cho nhà, dạ. Còn đưa ở đâu? Bị cáo đi với lại cậu tài xế mà mang qua nhà. Tài xế tên gì? Trần Tuấn Anh. Tuấn Anh, Trần Tuấn Anh hay Nguyễn Tuấn Anh? Không, Tuấn Anh ạ. À. Thì tài xế cũng biết đây là tiền đưa cho nhà không? Đỗ Thị Nhàn không? Dạ biết. Lái xe cũng biết tiền dạ. Này là đưa cho nhà tiền không? Dạ biết ạ. Lái xe cũng biết đưa tiền đây là đưa trên cây? Dạ, bị cáo không rõ, nhưng mà bị cáo nghĩ là chắc là lái xe sẽ biết. À, lái xe sẽ biết. Dạ, tại vì bị cáo không bao giờ bị cáo nói cái này là cái gì. Nhưng bị cáo có cho lái xe biết rằng là đây là đem tiền sang theo chỉ đạo của Trình Lan, đem tiền sang đưa cho Đỗ Thị Nhàn không? Dạ không. Không nói với Tuấn như thế. Không nói với Tuấn như thế. Dạ. Nhưng mà căn cứ nào bị cáo cho rằng Tuấn sẽ biết đây là tiền, trong thùng này là tiền mà không phải trái cây? Tại vì bạn là tài xế, cho đó bạn làm nhiều thứ lắm. Bị cáo hội đồng xét xử cũng như là bạn rất là biết, như là người ta tin lắm mà. Tức là người ta tin tưởng. Dạ, người ta tin tưởng lắm. Thế thì như thế là mấy lần đưa, 3 lần đưa à? Dạ, 3 lần. 3 lần đưa, thì tổng cộng là bao nhiêu tiền? Dạ, 3 lần đó là... 3 lần đưa với 1 lần đưa với Đinh Văn Thành 200 ngàn. Dạ. Ở cơ quan đúng không? Dạ đúng. 3 lần đến nhà. Dạ. Thế là tổng cộng bao nhiêu tiền? Dạ, 5,2 triệu đô. 5,2 triệu đô. Và đưa thế này là theo chỉ đạo của chị Lan. Thưa hội đồng xét xử, bị cáo khẳng định một lần nữa là bị cáo không hề biết là giữa bà Trương Mỹ Lan và chị Nhàn thống nhất như thế nào. Bị cáo chỉ mang cái tiền đó từ... Bị cáo nghe. Dạ. Hội đồng chưa hỏi cũng được thống nhất thế nào, dạ. Nhưng mà đưa tiền này theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan đúng không? Dạ đúng. À. Thế với tư cách làm tổng giám đốc, rồi nắm rất rõ tình trạng rất xấu tài chính của ngân hàng mình, rồi biết rất rõ đây là công cụ của Trương Mỹ Lan như bị cáo đã khai, đúng không nào? Dạ đúng. Rồi lại cũng theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan là phải đưa 5,2 triệu đô cho Đỗ Thị Nhàn. Thì bị cáo suy nghĩ thế nào về cái việc là tất cả những việc làm này để làm gì, bị cáo suy nghĩ thế nào? Thưa hội đồng xét xử, bị cáo vẫn tin là cái việc mà cái mối quan hệ giữa chị Nhàn với lại bà Trương Mỹ Lan nó là một cái mà bị cáo nghĩ là nó có một cái quan hệ như thế nào, bị cáo không bình luận. Nhưng mà bởi vì sao? Bởi vì bị cáo vẫn tin là bản thân chị Nhàn cũng sẽ không thể nào mà tác động đến cái kết quả của đoàn thanh tra được, bởi vì cái đoàn thanh tra là thanh tra liên ngành và nó gồm có 4 cơ quan, là như bị cáo đã liệt kê. Và thứ hai đó là vị trí của chị Nhàn đúng là rất là quan trọng, là trưởng đoàn, thế nhưng mà trên chị Nhàn còn rất nhiều cái cấp lãnh đạo nữa, và thậm chí phải trình lên chính phủ nữa. Thành ra là bị cáo cho rằng là nó quan hệ như thế nào đó, bị cáo có mang cái tiền đó là bị cáo khẳng định là có đấy, nhưng mà để tác động một cách thay đổi kết quả. Bị cáo nghe, tôi chỉ hỏi là với tất cả việc làm đấy mình phải suy nghĩ thế nào không? Dạ thì bị cáo. Thế còn nếu bị cáo suy nghĩ thế thì cần gì phải theo chỉ đạo của lãnh đưa tiền cho Nhàn? Dạ. Thì bị cáo cho là cái hành vi đó là Nhàn nó bưng bít toàn bộ từ dưới ở trên, nó không biết gì đâu. Dạ. Nhưng bị cáo đó cũng rất may, bị cáo tổng giám đốc, nhưng vì bị cáo đã đưa vào ngay cho người chủ
bị cáo cho là chủ, cho nên người ta đưa vào thì bị cáo biết từ đầu. Chứ thực tế ở dưới người ta có biết gì đâu, có đúng không? Ở dưới có biết không? Lính bị cáo có biết không? Không. À. Bởi vì đã bưng quý đét rồi, sao người ta biết được? Còn việc biết hay không biết thì hội đồng sẽ đánh giá. Sẽ đánh giá sau, đúng không nào? Dạ đúng. Nhưng rõ ràng bị cáo có các hành vi thực hiện, đúng không? Bị cáo có bình an chiên hiện chỉ đạo của bà chú đưa hối lộ cho người đang có chức vụ quyền hạn, lẽ ra phải đưa ra ánh sáng những cái việc tình trạng tài chính rất xấu của ngân hàng để gì thì tất nhiên với mục đích phải làm nhẹ đi hoặc là che lại những cái này đi, đúng không nào? Dạ đúng. À, đương nhiên là như thế rồi. Và phải cho rằng là sau khi đưa như thế thì cáo thấy một cái kết quả là ngân hàng SCB không đưa vào kiểm soát đặc biệt, đúng không? Có đúng thế không? Dạ đúng như thế. À, không minh chuyển cơ quan công an, đúng không nào? Dạ đúng như thế. Còn tất nhiên quá trình điều tra cũng như phiên tòa công khai này thì đây là một cái chủ động bị cáo khai ra về cái hành vi này. Và đây cũng là một lập luận mà cơ quan điều tra và viện kiểm sát cho rằng là căn cứ khoản 6 điều 34 không cần thiết xử lý bị cáo. Những việc này hội đồng xét xử sẽ xem xét hành vi đưa hối lộ của bị cáo có cần thiết phải xử lý không? Xử lý theo quy định pháp luật hay không? Vì bị cáo đã tiếp tay cho bà chủ của mình không chỉ một lần mà 4 lần đưa tiền để bưng bít những cái gì xấu xa nhất của mình đi để che lại đi. Trên về mặt pháp lý thì mình phải chịu trách nhiệm với tư cách là tổng giám đốc, đúng không nào? Dạ, về mặt pháp lý đó. Dạ, đúng. Nhưng mà trên thực tế thì chủ là Trương Mỹ Lan chứ không phải là viện kiểm sát chưa truy tố, mà mình muốn nói gì thì nói đâu. Bị cáo mời chó đi. Dạ, bị cáo cảm ơn. Bị cáo Trần Thị Mỹ Dung. Của tổng giám đốc dưới quyền chỉ đạo tổng giám đốc, lúc đó tổng giám đốc ai? Thưa hội đồng xét xử, tổng giám đốc SCB lúc đó cái hành vi như thế đã đủ với hành vi phạm tội bị cáo chưa? Đã đủ chưa?